Tối ngày 20 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo lao động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Nam huyện Hải Hậu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe tải và có một nam thanh niên đã may mắn thoát chết. Thời điểm đó, khoảng 15 giờ chiều nay, tại ngã tư khu vực xã Hải Nam huyện Hải Hậu, giáp ranh với xã Xuân Hòa, một nam thanh niên điều khiển xe máy bị va chạm với xe tải. Cú va chạm khiến nam thanh niên bị hất ra ngoài khoảng 2 mét và lộn nhiều vòng. Đáng nói, theo camera bên đường ghi lại, thời điểm này đi qua ngã tư, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm hiện nam thanh niên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện